Kính thưa quý vị, tiểu mục Hoa thảo cuộc sống xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với những tin tức được cập nhật mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Theo bản tin trưa của Bộ Y tế thông tin, từ 6 giờ cho đến 12 giờ trưa ngày 18 tháng 6 đã ghi nhận 121 ca mắc mới với mã số lần lượt là 12232 cho đến 12424. Trong đó thì 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp và Thái Nguyên, 119 ca ghi nhận trong nước. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết nhất. Cụ thể, 6 tỉnh thành phố ghi nhận ca mắc trong nước là Thành phố Hồ Chí Minh 59 ca, Bắc Giang 36 ca, Bình Dương 12 ca, Bắc Ninh 10 ca, Hòa Bình 1 ca, Lào Cai 1 ca. Trong đó 110 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Đáng nói là ca bệnh mang số 12255 ghi nhận tại tỉnh Lào Cai là nam 44 tuổi, địa chỉ tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, đang điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Thành phố Hồ Chí Minh có 8 ca mắc đang điều tra dịch tễ. Hiện cả nước có 24 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Những tỉnh đó bao gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng và Thái Bình.